Bonjour các bạn bốn phương, xin chào các bạn bốn phương. Mình mới rời cái khách sạn mà ở ngay cái tỉnh, ở ngay cái thành phố, ở đầu ngõ của thành phố Bayonne nhá, thành phố Đấu Bò Tót, mà mình mới cho các bạn xem một số những cái hoạt động về Noel ấy. Thì hôm nay mình quay trở lại đây để đi thăm Noel ở cái thành phố này. Và nếu như các bạn nào mà muốn về đây nghỉ đấy, thì cái khách sạn vừa giờ nó nằm ngay ở trên đường cao tốc ở hướng gì nhỉ? Hướng đấy là hướng gọi là Bayonne đấy các bạn ạ. Ra Bayonne hoặc hay còn gọi là Sochi 1 đấy các bạn. Đấy, thì cứ mỗi một cái thành phố ở ngay cái đầu của ô tô hút trên đường cao tốc ấy, đi ra ngay phía đầu của cái ngã tư đấy, là các bạn sẽ có được cái hệ thống khách sạn rất là rẻ tiền mà lại ở lại tốt nữa, tiện đường đi nữa, gọi là company. Thì ở đây bên tay trái của mình Ibis đây các bạn này, nó ở trong trung tâm thành phố thì nó cũng bằng tiền nhau thôi. Đây, cái khách sạn này nó bằng tiền nhau, nhưng mà ở đây thì đỗ xe nó rất là khó, đúng không? Với lại hơn nữa mình ở phía ngoài thì mình thấy là nó gần các siêu thị đi mua bán nó dễ, mà ngược lại cái khách sạn vừa giờ ở trong trung tâm này cũng là một cái số tiền là 79 euro, thì mình lại có thể đi chợ ở Bayonne thì nó dễ. Nói chung có hai cách là hoặc là các bạn ở ngay ở phía đầu như là mình quay đấy nhá. Bây giờ mình cho các bạn đi xem ở phía bên trong đấy, từ khách sạn thì các bạn đi tuột vào đây, đi thẳng cái đường khách sạn ấy vào đây khoảng độ 10 phút là các bạn sẽ có cái xe miễn phí ở đằng trước mặt mình này. Bạn thấy có cái xe miễn phí đó, ở đây rất nhiều cái xe miễn phí này, gọi là navet các bạn nhé, thì mới được miễn phí đây nhá. Thì ra đến đây là các bạn sẽ lên cái cầu Bayonne đây rồi, cái cầu mà mình nói với các bạn là cầu bắc qua sông Adour đấy. Giờ chúng ta sẽ đi qua cái cầu Adour đấy nhá, à cái cầu Bayonne bắc qua sông Adour thì Adour thì nó thôi mình bị trục trặc kỹ thuật là ok xem không. Đằng trước mặt mình lại có một cái khách sạn khác nữa, cũng là Ibis à, quay vào cái chữ Ibis kìa. Ibis này thì chắc chắn là sẽ đắt hơn. À, xe buýt này nó mới che mất đi rồi, Ibis kìa. Còn ở bên cạnh này Hotel Cotbus cô giờ vào đó. Đây là toàn bộ những cái hệ thống khách sạn ở xung quanh đây đấy. Thì nếu như mà vào cái ngày lễ hội mà các bạn từ trên Paris xuống thì rất là thuận lợi. Bây giờ mình đang ở trên cây cầu, cây cầu gọi là cầu Bayonne, thì sang bên kia các bạn nhìn thấy chợ Noel đây đó, cái vòng quay mặt trời à. Kéo vào trước thì sẽ nhìn rõ, thì đằng sau thành phố thì các bạn sẽ nhìn thấy cái city tour, thì chúng ta sẽ đi thăm xung quanh cái nhà thờ đấy, nhưng không phải hôm nay là mình nói city tour đâu nhá. Thế còn mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái hệ thống nhà nghỉ ở đây đó, thì nó rất là thuận lợi. Còn cái tòa nhà to kia kìa đó. Đó, đây ở bên cạnh cái vòng quay đấy, đấy chính là tòa thị chính đấy các bạn ạ. Còn hôm nay cái chợ Noel thì các bạn nhìn thấy nó đông vui hơn hôm trước mình quay. Mình có một cái hẹn, mình bây giờ mình chưa vào chợ Noel, nhưng từ giờ đến tối thì mình sẽ có rất nhiều thời gian để đi thăm cái thành phố này. Thì nhân cái gì mà bọn mình phải về đây làm việc đấy các bạn ạ, hôm nay là mình có hẹn với lại là chúng ta lại
được ngắm lại cái thành phố này một vòng bằng ô tô nhá. Còn buổi tối nay thì các bạn sẽ được mình đưa đi dạo xung quanh cái phố cổ này để ngắm đèn ở đây. Đây là cái con sông Nivea và cái cầu Nivea đây các bạn ạ. Đấy, mình lại để cho các bạn chiêm ngưỡng lại thành phố Bayonne, thành phố Đấu Bò Tót một vòng nữa. Đó, mình đang đi cận cảnh cái vòng quay này đây các bạn nhé. Cái con gái có khéo léo. Hôm nay vòng quay này thì nó hoạt động rồi. Thời tiết hôm nay rất là thuận lợi, nhưng ngày mai thì lại là mưa, gió, bão, tuyết. Nó mất 2-3 ngày đấy. Nhưng mà đến thế bảo Noel thì nó sẽ quay trở lại ấm áp. Nhưng hôm nay là rất là thuận lợi, rất là ấm áp. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và là một cái vòng quanh gọi là cái thành phố Bayonne này để xem về cái hệ thống khách sạn và cái đường đi rất là thuận lợi để cho các bạn có thể đến nghỉ ngơi. Thì trong những cái ngày cuối tuần chúng ta có thể đi bằng xe taxi, đi tàu hoặc là đi gì đó rất là thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Bắc Kinh thì đầy ở đây đó, nên là mình nói là đây là cái mùa Covid ấy, chứ không thì cũng khó lòng mà giành được một cái chỗ ở cái trung tâm này. Đó thì cưỡi ngựa xem hoa một chút thôi, còn thì ở muốn mà đi thăm ở đây ấy, thì các bạn cũng phải có ít nhất là một tuần thì mới khảo sát được hết. Đây là cái thành phố rất là cổ kính. Cổ kính tức là nó cũng có những cái những cái monument, tức là những cái bảo tàng, những cái gọi là từ cái thời vua chúa ngày xưa để lại. Còn bên tay phải mình là sous-préfecture, là cái gọi là nhà cảnh sát, tức là nó bé hơn cái thành phố mình ở. Thì chỗ mình là trưởng, gọi là trưởng cảnh, trưởng nhỉ, trưởng phòng nhỉ. Mình cứ lúng túng trong cái việc gọi tiếng Việt, tức là đây là dưới thủ phủ. Đấy, tức là khi các bạn xin quốc tịch thì các bạn phải lên trên cái chỗ phía vùng của mình, còn ở cái vùng này là chỉ cấp cho kiểu như visa bình thường thôi. Đó, mình đang đi ra phía ngoại ô của cái thành phố Bayonne ấy, thì các bạn sẽ ngắm được những cái gọi là hoạt động kinh tế của họ. Ở đây họ sống bằng cái gì? Thứ nhất là họ có cái cảng. Mình sẽ đi sát cái cảng đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cảng đây không phải là cảng cá như ở dưới cảng cá mà mình hay đi chợ cá đâu. Đây là cảng hàng. Đó. Đấy. Cảng hàng ở bên kia kìa. Con gái có biết mà xoay sang đấy không? Đó. Cũng bằng nghề buôn bán các loại ô tô. Ở đâu thì cũng có buôn bán. Đây là cái chợ cá đây. Ở chính ở dưới kia. Thế còn một cái nghề mà họ sống ở đây nữa là nghề làm jambon, tức là cái đùi lợn khô. Đấy. Bây giờ mình sẽ rẽ vào cái khu trung tâm thương mại hoặc công nghiệp nha các bạn nhé. Cũng cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ mình không xuống một cái chỗ nào. Mình chỉ cho các bạn xem cái cảng này. Đó, nó vướng ô tô hơi thôi, vướng ô tô một chút. Pô nó vào mỗi lần gần chuyển chỗ nhé. Mình sẽ rời cái cửa cảng này đấy để mình vào trong giữa cái trung tâm thương mại xem là người ta dân ở đây người ta sống buôn bán như nào. Kéo vào chứ. Đó, chúng ta đang đi vào sâu trung tâm thành phố. Bây giờ thì nó giáp danh giữa Bayonne và Anglet. Các bạn nhìn thấy cái chữ Anglet này, Centre. Đó. Thì ba cái thành phố như mình nói đấy. B là Bayonne. Sau đó là nó sẽ có một thành phố ở giữa là Anglet, xong thành phố đầu đằng kia là Biarritz. Ở Biarritz thì các bạn được chứng
khiến rất nhiều những cái cảnh lướt ván rồi thì những ngôi nhà hiện đại thời vua Napoleon, còn cái thành phố Anglet mà mình sắp đi vào đây này thì nó cũng là một cái thành phố có bờ biển rất là dài, thì hầu như các hoạt động kinh tế là nó thuộc vào bờ biển. Xem cái độ nhịp ở cái khu vực này đi là cũng rất là hay bị nhầm. Bên tay phải đây là các hệ thống mặt hàng thiết yếu, còn đi bên lên một chút là hệ thống siêu thị rất là lớn ở đây, đó là Carrefour. Bên cạnh Carrefour là Leclerc. Nói chung là những cái hệ thống thương mại nó vô cùng chật hẹp. Ở đây họ phát triển nhà hàng, khách sạn, du lịch, nhưng mà trong cái mùa này thì cũng họ cũng chết luôn đấy các bạn ạ. Cũng rắc rối, cũng khó khăn lắm. Không biết là đến bao giờ thì người ta mới sót chia ra được. Nên mình đi này, nó còn đi đâu mình không biết. Mình phải đi ra cái khu vực này để mình sang cái thành phố ở giữa, là thành phố Anglet đấy các bạn. C'est la deuxième ville après Bayonne, c'est Anglet. Anglet au centre, pas de grand chose, mais c'est la côte, ça nécessite des activités économiques. Cô bảo là ở giữa trung tâm thì nó chỉ là cái hoạt động kinh tế rất là nhỏ của thành phố thứ hai Anglet, mà cái hoạt động lớn nhất là vẫn là hoạt động ở bãi biển du lịch. Nhưng mà các bạn thấy đấy, giờ bãi biển du lịch cũng là chỉ có dân ở đây thôi. Như là cô đã cho các bạn xem cái toàn bàn ghế xếp lên nhau thôi, không có nhiều khách lắm. Mình sẽ dừng cái video này ở đây, hẹn các bạn một lát nữa mình sẽ review lại cái nội thất bên trong của cái khách sạn gọi là bình dân nha các bạn nhé, khách sạn bình dân ở đây. Thì với cái giá rẻ như thế các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều, rất nhiều. Như ở những cái khách sạn 3, 4, 5 sao mà ở giữa cái thành phố Belgrade thì các bạn tiêu rất nhiều tiền. Thế thì chúng ta đi xa ra ngoài một chút thì chúng ta sẽ có một cái kỳ nghỉ rất là gì nhỉ? Rất là economic, tức là tiết kiệm đấy các bạn. Đó, bây giờ là hướng Bayonne Belgrade đấy.
đi quay trở lại Bayonne, hai là đi xuống Belgic. Nó có hai cái hướng như này. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.